Mường Tè và Nậm Nhùn là hai huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ ống lũ quét xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 6. 4 người chết và mất tích, hàng chục nhà phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hệ thống giao thông bị phá hủy, nhiều xã bị cô lập trong nhiều ngày. Mưa lũ đã làm sạt lở quốc lộ 4H, gây chia cắt tạm thời tuyến quốc lộ này giữa huyện với bên ngoài. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở, cuốn trôi. Đến nay vẫn còn 8 bản tại xã Pa Vệ Sủ, các lực lượng chức năng không thể tiếp cận được và xác định sẽ bị cô lập trong nhiều ngày tới. Ngay trong buổi chiều qua 24 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải và các ngành chức năng cũng đã có mặt ngay tại hiện trường vùng lũ, chỉ đạo công tác khắc phục. Hiện nhiều khu vực của huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu vẫn còn mưa vừa đến mưa to, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc ứng cứu và khắc phục mưa lũ, nhất là việc tìm kiếm ba nạn nhân còn mất tích trên dòng suối Nậm Xìn Lường.